Trời ơi các bạn ơi, tính ra từ từ hôm đó cho tới bây giờ cũng gần hơn gọi là mấy ngày trời rồi, hai anh trai xóa của tôi vẫn không chịu về nhà. Ủa, sao hai anh này cứ bỏ mặc em gái ở đây một mình, giờ làm tôi lo gần chết rồi. Hai anh ở đâu rồi, xuất hiện coi. Trời ơi, ủa? Trời ơi, Chim ơi, làm gì còn đứng đây anh? Ủa, anh Rô, anh tới đây làm gì vậy? Wow, ủa? Trời ơi, anh đang cưỡi đà điểu định đi qua game Minh Hao mới của Ego Team nè. Hả? Game Minh Hao mới của Heo Team? Ê, anh nó có anh có nói xạo không vậy? Heo Team làm gì có game Minh Hao? Trời ơi. Ê, ừ? Trời, game Minh Hao anh mới xây luôn em. Kìa, đằng kia kìa mấy cái nhà cao cao không? Đó, anh mới xây lên đó. Nhưng mà mọi người qua, mọi người trang trí á. Trời, anh đang cũng định qua trang trí nè. Xong rồi chuyện chạy ngang đây, em đứng đây mình nè. Ồ, tức là tất cả mọi người đang trang trí nhưng trừ em hả? Trời ơi, sao tôi quên mùa dữ vậy mọi người? Ủa, tức là bây giờ sẽ chở em tới Game Minh Hao hả? Ừ? Đây, đây, lên đây, lên đây, lên đây, anh tới đây nè. Anh ơi, bây giờ anh ngồi hết cái phần lưng rồi, bây giờ lấy đâu ra em ngồi anh? Hơi kỳ á. Ở lên đầu anh nè. Ở lên đầu anh, lên lên. Được không dạ? Đây, lên đây, lên đây. Rồi, trời ơi, sao dịch tục quá vậy? Oh my god. Trời đất ơi, ủa rồi. Anh xây cái Game Minh Hao nó gần cái quán trà sữa của em luôn hả? Cái gì dữ vậy vậy? Wow. Ui, tê 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 tê. Hay là điểu không? Hay là điểu không? Là điểu này cũng không biết nha. Hay vậy. Wow, các bạn ơi, thì ra đây chính là Game Minh Hao gọi là mới của Heo Team nè mọi người nhìn nè. Trời nó cao quá trời quá đất luôn. Ủa xem thấy cái nhà này nhìn nó nâng cấp hơn cái lần trước đúng không? Trời, nó nâng cấp hơn cái làng cái Game Minh Hao cũ là Heo Team. Em nhìn nha, em nhìn nha. Ở cái làng Heo Team cũ nó có chút xíu à, bây giờ nó bè ra hai bên vậy thấy không? Wow, trời ơi, thì nó hay quá à. Rồi rô rô vô vô giới thiệu em qua. Trời, mới nhìn thôi tôi đã thích lắm luôn các bạn ơi. Ok ok. Cái Game Minh Hao này còn nâng cấp cái là chúng ta có một cái sảnh chính ở đây nè, thấy chưa? Wow, ôi có lẽ tiếp tân rồi nè. Wow, xịn quá, xịn quá. Ai đấy rồi nè. Anh định là sau này anh sẽ xây nguyên một cái nhà hàng ăn ở đằng phía sau á, để sau này gọi là mình liên kết cái Game Minh Hao của mình với cái nhà hàng ăn. Ôi trời, sao ghế nó xịn sò dữ vậy? Ủa khoan, em thấy cái Game Minh Hao như kiểu khách sạn 5 sao hơn là Game Minh Hao luôn á rồi. Trời ơi. Ồ trời, vậy mới biết chứ. Nè, giờ này vô đây nè. Khách sạn 5 sao không? Trong đây có cái nhà vệ sinh nè. Trời ơi các bạn thấy không, cái Game Minh Hao của mình như khách sạn có cả gọi là nhà vệ sinh công cộng luôn nè. Ồ, xịn quá xịn quá. Rồi còn gì nữa không rồi? Còn gì nữa không? Đây 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 đây. Còn một cái cực kỳ VIP luôn, đó chính là Ủa anh ơi, ủa gì vậy? Sao năm nào cũng đi thang bộ vậy anh? Trời ơi, em mỏi giờ lắm. Anh biết thế nào em cũng nói vậy mà em sợ mỏi chân đúng không? Anh giới thiệu cho em một cái cầu thang bộ là quan thoát hiểm, để khi nào mà thang máy nó bị hư mình đi thang bộ thang máy nè. Ủa thang máy đúng là trời, ủa nó có hoạt động được không vậy đó? Đây đó, thang máy đang xuống rồi đó, thang máy xuống rồi. Wow. Tầng của em hình như là tầng 4. Wow, coi coi thử coi coi. Ủa da, sao nó cao em vậy? Wow, ủa sao nó to dữ vậy Rô? Tính ra một cái phòng của em như cái khách sạn luôn á Rô. Trời nó rộng dữ vậy à. Biết không, biết không, biết không, biết không, biết không. Biết ghê. Ủa Rô, cho em hỏi em có thể xây bể bơi trong cái phòng của em được không vậy? Được chứ, em xây gì cũng được. Nhưng mà có một cái em không nên xây á, chứ là em đừng có đục lỗ cái này được. Đục lỗ dưới là người dưới chịu khổ, và đục lỗ trên là người trên chịu khổ đó. Hay à. Ủa khoan, hình như hồi nãy em thấy cái thang máy nó có khả năng mà có thể ngắm view được hay sao á, nhìn nè. Có view ngoài mà. Rồi, bấm bấm máy thằng nút thử coi em có thể ngắm view được không? Đây đây, bấm được rồi. Đây, bây giờ anh sẽ bấm thôi nha. Bây giờ mình phải đi từ tầng 1 lên tầng thượng. Ok các bạn, để tôi ngắm cái view thử coi nó có đẹp nào các bạn. Ok, đây là tầng 1 nè. Bây giờ mình lên tầng 10 rồi. Chị hay quá à. Wow, mình thấy tất cả mọi thứ làng Heo Team ở đây luôn mọi người. Chưa kể nha, đây là tầng đặc biệt, xin giới thiệu với xem. Tầng số 1. Wow, tính ra chỗ này mình có thể ngắm tất cả mọi thứ trong làng Heo Team luôn. Có cả gọi là núi thiên đường nữa kìa. Ghê không, trời ơi, thấy đồ hết. Rồi, ok, cảm ơn Rô nha. Trời, tính ra Rô rất là mất công gọi trong việc gọi là xây, gọi là Game Minh Hao này luôn mọi người. Rồi, ok, cảm ơn Rô. Hai, bây giờ em nghĩ sẽ về phòng của mình để trang trí nha Rô. Ok, thank you Rô, so much. Ok, hẹn gặp lại Sim nha. Ok, gặp anh sau. Ok các bạn, và sau một lúc suy nghĩ tôi sẽ quyết định trang trí gọi là cái chỗ tắm trước. Đấy, ok. Tôi sẽ xây một gọi là khi ta cái suối nước nóng tắm cho chilling đấy, cho nó gọi là thoải mái một xíu đấy. Một điều mà không ai nghĩ tới đó chính là tôi sẽ xây suối nước nóng ở trong cái gọi là khách sạn của tôi luôn. Dù sao đây cũng là căn phòng của mình mà, nên mình sẽ muốn xây gì chẳng đâu đúng không mọi người. Đó, ok, tôi sẽ xây nó một phong cách
cực kỳ gọi là gì ta, rất là thoải mái luôn này, tắm sử dụng nóng trong nhà. Trời ơi, không biết có bạn nào từng thử chưa, chứ tôi rất là muốn gọi là xây một cái bể gọi là sử dụng nóng để trong gọi là trong nhà tôi có thể gọi là tắm qua tắm lại, và tôi có thể tắm rửa cho bé mưa thoải mái nè mọi người ơi. Đấy, ok, mình đã xây xong cái hình vuông, mình sẽ lấp mấy cái gạch lên một chút. Đấy, đó, nếu bạn nào thích thì bạn có thể xây theo mình cũng được. Đó, và tiếp theo tôi sẽ cho thêm mấy cái này nữa. Đó, nhìn chuyên nghiệp nha. Trời ơi, quá là chuyên nghiệp luôn. À, phải đổ nước vô trước lại mọi người. Đấy, và tan tan, chúng ta có một cái lớp nước thật là ấm áp. Ước gì gọi là tôi có thể nước này nó gọi là có một chút khói nha. Nhưng mà tôi rất là tiếc tôi không thể đập ở dưới được. Nhưng mà không sao, không sao. Và tiếp theo tôi sẽ cho thêm cái này nữa. Đây đây, đó, cái này cái gì? À không, cái này đặt như nào ta? Để tôi coi. Cái này phải đặt ngược lại các bạn ơi. Đó, mình sẽ búp. Đó, nước sẽ chảy xuống. Rất là chân thật nha mọi người. Đấy, nhìn nó gọi là rất là chill luôn ấy. Và tôi sẽ gọi là có thể đặt một số gọi là gì ta, đất cỏ đây. Đó, để có gì nhìn cho chân thật một xíu. Đấy, trời ơi, nhìn nó lạ lắm luôn á mọi người. Rồi rồi, và chỗ nước nóng của mình sẽ cho thêm mấy cái gọi là chăn gội nữa. Đấy, để có gì. Đó, không biết có nên cho thêm không ta, bọn mình sợ nó bị vướng quá mọi người. Thôi vậy cũng được, cũng được ha. Ở vậy cũng được đi. Nên nếu bạn nào thấy đẹp thì bạn bình luận video tôi biết nha. Và tôi sẽ để hai cây hoa anh đào ở đây. Wow, rất là dễ thương luôn nha mọi người. Đó, đấy, chúng ta có thể vừa tắm vừa ngắm cây hoa anh đào, cực kỳ lãng mạn luôn mọi người. Và tiếp theo tôi sẽ có cái gì đây? Tôi có mấy cái đèn với mấy cái gọi là khăn nè. Đây, cái khăn tôi sẽ để ở đây nè. Pew, pew. Hình như hơi cao, để tôi sẽ cho nó cái này xuống chiếu. Và tôi sẽ bùm. Nếu mà vậy tôi sẽ đặt ở ngoài đúng không mọi người? Nó vậy là bùm bùm. Đó. Wow, chị thấy hay chưa? Trời ơi, bùm một cái. Chúng ta đã qua thế giới Nhật Bản chúng ta rồi. Đấy. Đấy, cái màu xanh nhạt nó hơi bị tối một xíu nên các bạn thông cảm nha. Rồi, và tôi sẽ trang trí một chút gọi là rong rêu với lại là một chút hoa cây lá của tôi mọi người ơi. Đây, tôi sẽ cho các bạn xem nè. Đó, tôi sẽ cho một chút cây hoa màu xanh. Đấy, xanh là màu của tôi đúng không? Nên tôi không thể quên em ấy được. Đấy, đó, trời đất ơi, ở khắp nơi là toàn hoa. Và tiếp theo một chút rong rêu. Một chút rong rêu thì mình sẽ để nó ở quanh đây đi ha. Đó, nhìn cho nó tự nhiên một chút. Đó, nhìn nó gọi là rất là rần rú nha các bạn, chứ không gọi là hề giả chân như mọi người. Ê, tại sao lại đẻ thầy cho nó lại xấu rồi. Rồi, mình sẽ đổi nha. Ok ok, thì mình đã xong cái phần suối nước nóng rồi nha mọi người. Và tiếp theo tôi sẽ trang trí ở quanh đây. Và quanh đây mình sẽ trang trí một cái tủ của mình để mình đựng đồ nè. Một cái gọi là khăn lau của mình nè. Và thêm một cái bàn nữa. Rồi rồi, đây. Cái bàn này ở đâu ta? Ở bên này đi ha. Ở đâu ta? À, mình sẽ để nó ở đây đi ha. Để có gì mình có thể gọi là vừa ngồi vừa ăn bánh uống trà đó. Rồi ok ok. Và đây, giới thiệu với tất cả các bạn fan, đây chính là chỗ tôi sẽ tắm suối nước nóng. À, tôi sẽ đổ bé mưa vô đây nè, tôi tắm rửa sạch sẽ cho bé mưa nè. Đấy, và còn nhìn ông ta để mình, à, mình phải trang trí cho nó tự nhiên một xíu chứ không thể gọi là nhìn nó trơn tru vậy được. Đây, tôi sẽ cho cỏ vô đây đó. Không phải có xíu cỏ thôi, nhiều cỏ quá tưởng là chỗ này bỏ hoang mất. Đấy, xíu cỏ thôi. Đấy là một chút hoa tự nhiên. Đấy, tôi sẽ lấy hoa màu xanh của tôi. Đấy, đánh dấu lặn thỏ. Đây chính là suối nước nóng của tôi. Rồi, ok các bạn ơi, tôi đã xong rồi nè. Đó, trời ơi, nhìn nó Nhật Bản quá trời luôn. Rồi, ok ok, tôi sẽ để nó ở đây nha. Ok ok, tôi sẽ cho thêm một cái cầu thang đi lên nữa. Để đỡ có gì tôi bị đập mặt, tôi để tôi ngất mất. Ok các bạn, và tiếp theo đó chính là phòng bếp của mèo Jimmy nè mọi người. Rồi rồi, ok ok, tôi sẽ trang trí phòng bếp với mọi người và tôi sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Đầu tiên để trang trí một cái bếp thì chúng ta phải có gọi là nhiều cái chỗ để gọi là mình có thể để dụng cụ mình nấu ăn nè, mình gọi là làm nhiều thứ khác nè. Rồi, tôi sẽ trang trí cho mọi người đây. Trời ơi, ở đây nhiều tủ quá trời qua đất luôn, không biết để cái gì hết trơn luôn mọi người. Trời, ai biểu cái nhà tôi rộng quá chê, trời ông Rô được ác rồi. Em biết tôi thích gọi là phòng nhỏ, xây cái phòng như cái khách sạn hay luôn á. Trời, Rô thiệt tình á. Hey, chịu ông anh tôi luôn. Đó, thì mình mới xây xong gọi là một cái chỗ mà nó trắng tinh như Omo đúng không mọi người. Không biết các bạn có bị mù mắt chưa, tôi sắp bị mù mắt rồi nè. Nó trắng quá à. Đấy, trời, nó trắng tinh luôn ấy má. Trời ơi, nhìn không ra gì hết trơn luôn á. Đấy, và tiếp theo tôi sẽ trang trí gọi là dụng cụ để gọi là chúng ta làm bếp. Và tôi sẽ trang trí thêm gọi là cái chỗ để ăn nè. Đó, không thể thiếu trong bữa ăn gia đình được. Này, tôi sẽ trang trí một gọi là cái bàn. Đó, siêu rộng luôn, để có gì cho gọi là tất cả mọi người đều ăn được. Đấy, đó, cái bàn này hơi rộng nên các bạn thông cảm nha. Rộng xíu ăn nó mới vui. Đó,
Trời ơi, làm như kiểu cách xa nhau để hai cái ghế đúng xa luôn mọi người. Rồi, và tôi sẽ trang chị chết, tôi quên cái tủ lạnh. Trời ơi, đi ra gọi là trong nhà bếp mà thiếu cái tủ lạnh là một sai lầm nha mọi người. Trời ơi, nghĩ sao nhà bếp không có tủ lạnh nhờ, đúng không? Tủ lạnh là nhà bếp phải có tủ lạnh chứ để cất đồ ăn. Đấy, tủ lạnh của tôi nó sẽ to như thế này nè. Đó, do lần này nhà tôi rộng nên tôi mới tự tin gọi là trang trí rộng mọi người. Chứ nhà tôi mà nhỏ như con kiến tôi không có dám trang trí rộng đâu. Đấy, máy gọi là tùm lum máy luôn này. Trời, cảm giác qua đây giàu hẳn luôn mọi người. Giàu ơi là giàu luôn. Rồi, và tôi sẽ có cái gì nữa không nè. Đây, trời ơi, tôi cảm giác mèo Simi đã gọi là gì ta, đã trở nên rít kít khi qua cái nhà mới á mọi người. Trời ơi, cái gì cũng có hết trơn luôn á. Rồi, và tôi sẽ cho thêm cái chỗ để rửa tay nè mọi người. Đó, sạch sẽ liền. Và trên này là bàn dĩa thức ăn. Đó, chân chân chân. Và tôi sẽ làm một điều nữa, đó chính là một cái cửa sổ. Ta-da! Trời ơi, cửa sổ tôi nhìn ra chỗ nào vậy? Nó không đẹp gì hết trơn kìa. Ồ, từ từ cái view tôi nó đẹp lắm mà. À, không được, không được. Cái view này nó không có đẹp. Thôi view qua đây đi ha. Ủa, bên này không có luôn hả? Ồ, không được rồi. Trời, nhà tôi không có cửa sổ buồn nhờ. Trời đất ơi, bên này được có không? Bên này thì qua cái chỗ nhà mình. À, buồn quá à. Thật ra bếp của Sim lúc nào phải có cái cửa sổ để mình có thể gọi là ngắm cảnh đó mọi người. Nhưng mà nhìn cái khung cảnh này tôi biết có còn ngắm cảnh được không nữa. Thôi nhưng mà không sao. Trời, trời đất ơi. Thôi lắp lại đi các bạn. Đây là một sự ô nhiễm nhẹ. Rồi, ok ok. Rồi, tôi sẽ lấy mấy cái vật phẩm màu xanh ha. Đây, tôi sẽ để menu của tôi lên này. Đó, để có gì tôi biết hôm nay tôi sẽ ăn gì. Tôi sẽ có táo nè, tôi sẽ có bánh mì nè, súp nè, dưa hấu nè, bánh quy nè, và bánh kem mà mình yêu thích nhất nè. Rồi, ui, ui cái gì vậy? Ui, cái gì vậy? Sao tôi dính vô tường luôn vậy? Rồi, tôi phải ship xuống các bạn ơi, không là tôi bị bay màu như đó luôn á. Rồi, đấy. Rồi, ok các bạn, thực đơn hôm nay chúng ta có rất là nhiều món luôn. Rồi, chúng ta đã trang trí xong gọi là cái phòng gọi là gì ta, phòng bếp của tôi nha. Ok mọi người, chúng ta sẽ cùng tới phần trang trí chỗ xem phim. Đấy, ok ok, bây giờ tôi sẽ trang trí chỗ bên này. Đầu tiên chúng ta sẽ để một cái chỗ sách siêu to khổng lồ đây, đó. Một con người tri thức, chứ tôi phải gọi là có những cái thứ này chứ, đúng không? Thật ra đây chỉ là chuyện tranh thôi mọi người. À, nhớ giữ bí mật nha, nhớ nha. Rồi rồi rồi, ok, tôi sẽ để rất là nhiều sách ở đây luôn. Đó, để tôi đọc sách nha mọi người, chứ tôi không đọc truyện tranh đâu. Đó, rồi và tiếp theo tôi sẽ để bên này cũng là sách luôn. Trời ơi, à không, nhiều sách có mấy bạn chống mặt mất không bạn. À, chị Sammy lừa dối em, chết tôi. Rồi, tôi sẽ để mấy cái này ở đây nè. Đó, trắng tinh phơm luôn. Và tôi sẽ để một cái tivi siêu to cũng lâu của tôi ở đây luôn. Đây, tôi sẽ để ở bên này. Ta na na na, đây, tivi để xem. Đó, có nhìn ông ta. Ồ, chúng ta có rất là nhiều cái. Và chúng ta có cái bánh ở đây nè. Tôi sẽ để cái bánh ở đây. Và tôi sẽ lấy một cái thảm màu xanh nha mọi người. Để chúng ta gọi là ngồi không bị đau, gọi là cái mông. Đó, ngồi xuống xem phim, vui chơi các kiểu. Đấy, đây sẽ là phòng khách của tôi. Để có thể mời khách vô đây xem phim. Đấy, các bạn thấy nó dễ thương không? Nha. Rồi, có cái nhìn ông ta. Chúng ta, mình sẽ lấy một số đồ để trang trí cho mọi người. Đây, tôi coi chúng ta có cái gì xanh không. Chúng ta có một cái đàn màu xanh mọi người ạ. Vâng, Simi rất thích nhạc rock. Simi sẽ gọi là quẩy tưng bừng luôn mọi người. Và tôi có nhớ là trong này có rất là nhiều đồ chơi. Các bạn ơi, để tôi trang trí coi có gì không. Tôi lấy cái gọi là chỗ đồ chơi nha. Đây, rất là nhiều đồ chơi luôn. Búp bê các kiểu. Ok mọi người, thì sau một lúc tôi đã trang trí xong cái chỗ để mình xem phim rồi nè mọi người. Đó, và tiếp theo tôi sẽ trang trí phòng ngủ của tôi. Đó, phòng ngủ của mình nó rất là nhỏ gọn và cute luôn mọi người. Đây, mình sẽ hướng dẫn luôn. Thì mình sẽ trang trí nó đơn giản nhất có thể thôi. Đó, vì mình thích cái phòng ngủ mà nó nhỏ xíu thôi. Chứ rộng quá, gọi là gì ta, không có gọi là gì ta ở hết được. Đấy, rồi tôi sẽ trang trí một cái chỗ để tôi làm việc nè. Đó, PC chăm cũ của tôi, đó. Rồi rồi rồi, và bum, và bim, và bam. Đấy, thấy chưa? Nhìn cái PC là uy tín liền mọi người. Và tôi sẽ không thể thiếu được một cái ghế của tôi. Đây, ghế xanh của tôi nè, đó. Ấy, ta-da. Đấy, cái bảng PC của tôi nhìn vậy thôi, chứ chỉ cần đơn giản như vậy thôi là tôi vui lắm rồi. Không cần phải quá cầu kỳ mọi người ạ. Đấy, và tôi sẽ cho thêm một cái đống sách để tôi đọc truyện ở đây nữa. Đấy, rồi chứ còn gì nữa không ta, còn gì nữa không ta. Mình cần một cái thảm xanh, đúng rồi. Cái thảm xanh để mình chùi chân, đó, để mình đi dơ. Một cái thảm ở đây mình có thể ngồi ngủ, mình có thể dẫm chân như đây, mình gọi là gì ta.
Mình làm gì đó cũng được. Trời ơi, kiểu chân mà bận thì mình sẽ chùi. Đấy. Và tôi sẽ thêm một cái nữa, đó chính là cái đèn màu xanh. Đó. Tôi là tôi phải chơi hai đèn nha mọi người. Một đèn không chèo đâu. Và một cái cực kỳ đặc biệt luôn, đó chính là cái đèn báo thức của tôi rồi. Gì vậy? Hồi nãy tôi có cái đèn báo thức mà. Đây này, giới thiệu mọi người đèn báo thức của tôi. Đó. Bởi vì sim gọi là gì ta, sim ngủ gọi là rất là say luôn các bạn, nên sim phải cần một cái đèn báo thức đặc biệt. Tôi sẽ cho các bạn nghe nha. Đó, phải cái đèn báo thức như này sim mới chịu dậy cho mọi người. Ok, thì tổng quan của ngày hôm nay là chính là hôm nay mình sẽ build một cái gọi là phòng ngủ nhỏ nhỏ cô te, một cái phòng khách đấy, và một cái chỗ để ăn uống, và một chỗ đặc biệt nhất đó chính là suối nước nóng Nhật Bản trong nhà của tôi đấy. Ok bạn ơi, chắc video của tôi như này thôi các bạn thấy nha. Các bạn cũng đừng quên lộ phí dưới cho sim biết nha. Còn bây giờ thì bye bye, anh nhá, nhanh ba sư hai.